bạn thân của Tổng thống Trump, Stanley Gerard, một trong những ông trùm bất động sản New York, vừa qua đời vì virus corona. Trump từng tâm sự về người bạn của mình như thế này: "Tôi có một người bạn rất thân, năm nay 2020 là ông ta 78 tuổi, đã phải và vào viện vì dịch virus corona của Hán. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng là một người bản lĩnh, là một tỷ phú giàu có nhất New York. Tuy nhiên, một vài ngày sau khi vào viện, anh ấy đã hôn mê và không được khỏe lắm." Stanley Gerard là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng của thành phố New York. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, ông đã quyên góp tổng cộng gần nửa triệu la cho các chiến dịch bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó là một tình bạn rất thân thiết. Trong một hoạt động ở Michigan vào năm 2019, ông Trump đã mô tả về Stanley Gerard là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm: "Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và đã bên tôi từ rất lâu." Nhà phát triển bất động sản Stanley Gerard sinh năm 1942 tại Brooklyn, New York. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, ông phụ trách công ty của gia đình và bắt đầu mua lại các bất động sản ở New York. Sau đó, Stanley Gerard đã phát triển công ty của mình, sáng lập trở nên lớn mạnh và rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Vào năm 2009, công ty do ông sáng lập được cho là nắm giữ gần 1,4 triệu mét vuông đất bất động sản ở New York. Và đến năm 2020, thì con số lượng chưa thống kê được là ông sở hữu bao nhiêu triệu mét vuông đất nha mọi người. Một căn nhà khoảng 100 mét vuông đất ở thành phố New York nó dao động từ 1,5 triệu cho đến 10 triệu USD trên 100 mét vuông, tùy nằm ở khu vực nào, trung tâm thành phố New York hay là ở các quận vùng ven trung tâm thành phố. Tài sản của ông Stanley Gerard là một rất là cách xù mà không thể tính nổi, nhưng ông cũng không qua khỏi trong cơn đại dịch COVID-19 này. Chào mọi người, hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.